Đây là thùng mực Palatiso các bạn nhé. Còn đây là dung môi để pha cho nó loãng bớt. Đấy, nó cũng có nhiều cái tác dụng phụ trong đó. Đây. Khi chúng ta mua thì họ sẽ gửi về nguyên thùng. Hoặc là mua theo lít thì họ lại gửi theo lít. Các bạn đổ vừa thôi và không đổ nhiều quá nó loãng quá đấy, và đặc biệt là phải khuấy đều, không phải không đều thì những chỗ nào mà còn cái dung môi thì nó sẽ bị đen đấy. Xin xong ép xong là thấy nó bị nhiễm màu, bị đen, vậy chúng ta phải khuấy kỹ, khuấy đều. Đây là công đoạn cực kỳ quan trọng. Và những cái chỗ nào mà mực nó hơi khô cứng, hơi đặc thì nó cũng phải quấy cho nó đều ra cả luôn đấy. Nhưng mà chúng ta không nhất thiết phải quấy hết cả xô, mà in tới đâu là chúng ta quấy tới đó cũng được. Bởi vì chúng ta một lần quấy như thế này có thể in được rất nhiều, cả tuần, cả tháng hay là nửa tháng mới hết được từng ngày. Sau đó là chúng ta lại phải đổ thêm, pha tiếp. Cái này hoàn toàn do cảm nhận chúng ta thôi. Đó, vừa tay quấy nặng vừa tay, không có một cái lượng nào cả. Nếu cảm thấy vẫn còn đặc chúng ta lại đổ thêm vào. Đấy. Rồi ok, như vậy là chúng ta sẽ lấy cái này để in luôn. Đấy, như vậy là xong thôi. Là cách đơn giản nhất nó là như thế, đừng có phức tạp làm gì. Nếu như có thêm chất xà bóng thì các bạn có thể bỏ thêm một ít nữa, một ít vào cho nó tạo độ bóng, hoặc là bỏ thêm một ít chống nhiễm, nhưng mà không quan trọng. Cứ thế mua về xài quấy luôn, nhiều bạn mua về là in luôn, không cần bỏ thêm cái này cũng cứ được, nó vẫn bền, vẫn đẹp bình thường, chả có vấn đề gì cả. Đây là cái khung mà đã lâu ngày rồi mình không sử dụng, thì tạm thời là mình sẽ hướng dẫn các bạn là xử lý để cho nó thông được cả cái lỗ mực, hoặc là những cái bụi bẩn nó dính vào. Nếu như không bị bụi bẩn thì thực sự các bạn để một tháng in một lần vẫn ok, không bị khô khung và không bị khung nhé. Đấy, thì đối với cái này thì mình sẽ sử dụng dầu hỏa để mà xử lý khung cho nó sạch sẽ trước khi in bao giờ cũng vậy. Đấy. Và chúng ta đặc biệt chú ý là với cái công việc này, đó là với mực dầu thì chúng ta rửa và chùi tẩy rửa bằng dầu, gốc dầu, mà đối với mực nước thì chúng ta sẽ tẩy rửa, chùi rửa hoặc vệ sinh nó bằng nước, hiểu không ạ? Dầu là phải đi với dầu và nước là phải đi với nước. Đấy, dầu là đi với xăng dầu, kiểu như thế. Đấy, còn bây giờ việc như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng dầu hỏa. Dầu hỏa những bạn mua 20.000, 10-15.000 thì có thể xài. Đấy, lâu lâu mới xài một lần các bạn. Nhưng mà đặc biệt lưu ý là khi mà in mực thể thao này này, nhiều người bảo là bỏ dầu hỏa vào với mực Palatiso hoặc là mực Chico để quấy luôn. Quấy để in thì riêng với dầu hỏa nó sẽ bị nhiễm màu nhé, bị đen. In xong ép lên là nó bị nhiễm màu. We'll be right back.
Yeah.